Chào mọi người lại quay trở lại với kênh bonsai tượng đá của mình nha. Hôm nay hàng xóm hát karaoke hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Trước mặt mọi người là một cây dâu nha cả nhà, một cây dâu rất là già. Bộ xương râm này nói chung là khách công chú này để lại cho mình. Cây này cũng hai mấy năm cả nhà, lâu năm cực kỳ nha. Cái dòng này cho trái rất là nhiều, cho trái dày đặc nữa. Cái lá của nó thì rất là nhỏ nha cả nhà. Khi mà cây nó già rồi thì cái lá nó xiết lại, nó nhỏ xíu xíu à. Mọi người xem này. Mà lá của cây này thì lá nó ba chấu nha. Nó giống như quạt ba tiêu vậy đó. Lá rất là đẹp. Lá nó kiểu ba chấu vậy nè cả nhà. Trái thì dày đặc nha. Bộ xương râm này nhiều thì trái càng dày đặc bao nhiêu à. Bây giờ mình sẽ đo thông số cho cả nhà nha. Cây này mình có giao lưu nha mọi người. Mình ship mọi miền tổ quốc nha. Mà cái này đóng hàng này chắc khủng khiếp lắm à. Hoành mấy? 83. Hoành gốc là 3 thân là 83 nha cả nhà. Cây này theo dáng Phúc Lộc Thọ nha. Tàn ngang thì chắc là hết thước rồi. Hết thước. Thước là 1,5 m. Cái này tầm 1,8 m cả nhà. Chiều cao? Chiều 85. Chiều cao của nó là 85. Cái ngọn thấp thì 85, ngọn cao thì 95. Cái bộ xương của cây này làm cực kỳ già cả nhà ơi. Một cây dâu như vậy đáng chơi. Cây này năm nào cũng cho trái dày đặc nè cả nhà. Cứ gần Tết mình sẽ xiết nước sẽ để làm trái và bón một số phân lân đồ để cho cây nó ra trái cho nó nhiều hơn. Nó già cây thì nó sẽ tập trung nuôi trái nhiều hơn nha cả nhà. Mọi người xem này, cái bộ xương râm của cái cây dâu này. Hiện tại cây hết kẽm rồi nha cả nhà. Mà mọi người biết sao mà cây dâu này nó đẹp cái là cái lá của nó. Cái lá nó rút lại nhỏ xíu xíu à. Mình xin giao lưu mọi miền tổ quốc nha. Cây này mình xin báo giá mọi người là giá 35 triệu bao ship cả nước nha cả nhà. 35 triệu nha. Tiền đóng hàng mà tiền công này nọ, nếu mà cái này phải mất tầm cỡ 2 triệu mấy đến 3 triệu tiền ship tới cả nhà cũng không biết đâu, tại vì cây này rất là lớn. Cái tàn nó 1,6 m là phải đóng cái thùng nó khủng khiếp lắm. Tàn 1,6 m đóng cái thùng là phải tầm cỡ 2 m để nó trừ hao ra, nó dư ra nữa. Còn cái này là cái lũa của nó nha cả nhà. Lũa của nó là lũa cũng lâu năm rồi nha. Mình cũng đã xử lý, thành ra mọi người cứ yên tâm nha. Nói chung 10 cây dâu, ai hiểu về cây dâu thì mọi người sẽ biết 10 cây thì hết cả 10 cây nó đều bị mục nha cả nhà. Nó đều bị mục thân. Nhưng mà nói chung là cũng nhìn rất là nghệ thuật. Rồi, ai các anh em là có nhu cầu thì mình ship mọi miền tổ quốc nha. Rồi, giá của mình đưa ra là giá 35 triệu nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu thì liên hệ của mình qua số là 0937822123 nha. Rồi, mình xin cảm ơn nhiều nha. Để mình quay một vòng cho mọi người xem. Mặt sau hơi nó hơi tối, mọi người thông cảm nha, tại vì trời nó đang chuẩn bị đổ mưa. Thành ra cái trời nó hơi tối, mọi người thông cảm. Cây này rất là nét nha cả nhà. Cực kỳ lâu năm. Ông chú chơi cây này cực kỳ lâu năm luôn. Cây dâu mà để làm được cái bộ xương như vậy thật sự khó lắm cả nhà. Rồi, mình cảm ơn mọi người nha. Nếu mọi người có cần thì alo cho mình nha. Qua số điện thoại là 0937822123 nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.